cũng giận hờn, càng nhìn anh càng yêu hơn thế. Tình đã như trong sao mật ngồi giấu kín, để ta có lúc tưởng chia xa. Người ơi biết không em ngày đêm mong chờ, chờ mong nghe câu yêu thương anh nói. Để em biết anh yêu một mình em thôi, dù ta gần anh như thế, chỉ mong được nhìn anh như thế. Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi. Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều, chỉ muốn câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời. Chỉ mong được gần anh để nói, chỉ mong được nhìn anh để nói rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này. quan chỉ đến mình, không chừng lại nói mình khùng nữa. Alo. Alo anh Vũ hả? Linh Đan có đi chung với anh không vậy? Tôi có đến quán nhưng mà hai người đi ra ngoài rồi. Nhờ anh đưa Linh Đan về nhà giùm tôi được không? Được. Tôi sẽ đưa Linh Đan về. Chị cứ yên tâm. À, tôi sẽ nhắn địa chỉ vô cho anh liền. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, chào anh. Này, 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 tai của cô có vấn đề không đấy? Gọi muốn đứt cả cuống họng mà không trả lời trả vốn gì cả. Sao? Nhìn thế này chắc lại mới cãi nhau với người yêu gì? Không, tôi bình thường. Bình thường? Cái khuôn mặt của cô không phù hợp với những lời nói dối. Anh theo tôi làm gì ạ? Tôi đâu có đi theo cô đâu. Tôi đi cùng một con đường mà. Vậy thì anh đi trước đi. Anh cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì? Ờ nhờ. Sao tôi lại cứ lẽo đẽo theo cô ấy nhờ? Ây, đoạn đường này vắng vẻ mà lại đi có một mình. Đi một mình thì coi chừng đấy nhá. Trời lại đang có gió nhá. Biết đâu lại có mưa. Cô thì đang người lại không được khỏe. Xe tôi còn dư một chỗ kìa. Lên lên tôi chở đi. Coi như là nợ tôi một ân tình, mai mốt trả cũng được. Không sao đâu. Bấm chặt vào nhá. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau.
em ơi tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Chị Thu Quyến nói tôi chở cô đến đây. Chị đang đợi cô ở trong nhà đấy. Đây là đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thu Quế, Thu Quế! Chị lo cho em quá à. Thôi, đi vô nhà đi cưng, đi. Nhà của ai vậy chị? À, nhà này của một người bạn. Họ không có ở. Họ cho chị mượn. À, coi vậy á, chứ cũng được. Ấm cúng lắm em. Thôi em ngồi đi nha. Em nè, chịu khó ở tạm đi, rồi mình tính sao. Đừng có sợ gì hết nha cưng. Em đừng có lo. Ông trời không có đẩy ai tới đường cùng đâu. Em cũng hy vọng vậy. Thôi, để chị đi nấu nước nóng cho em tắm nha. Chị thấy em mệt lắm rồi đó. Ê! Ok. Ê trời, Linh Đan! Linh Đan! Em có sao không Linh Đan? Trời ơi, em sao vậy? Trời! Rồi. Ôi giời, chết rồi. Nóng lắm, sốt rồi. Ờ, để tôi lấy khăn ướt nha. Lấy khăn ướt đi. Khổ thân. Nhà có thuốc thuốc cảm cúm bị sốt gì không? Ừ, không. Thôi để tôi mua điếu thuốc cho em. Thôi, chị ở đây đi, để tôi đi mua cho nhanh. Chị ở đây đi. Cảm ơn anh nha, nhanh nha. Tội cho em tôi quá. Đứa nào ra xách đồ giùm cho tao coi, tiếng lùn. Mập này nè, xách đồ cho chủ quán nha mày. Mày ra mày xách luôn đi. Tao kêu mày xách, mày sai ai vậy? Em bị đau bụng, từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn đau. Thằng Trần Vũ đâu? Em không có biết, sáng giờ không thấy. Chắc nó đi tập thể dục. Mày không có biết gì hết á. Thằng Vũ mà nó đi tập thể dục, tao đi bằng cái đầu dưới đất á. Dạ, thằng Vũ nó đi ăn ủi bánh bèo rồi anh. Cái thằng này suốt ngày lo chuyện gì đâu không à. Bánh bèo là ai mày? Linh Đan chứ ai. Ồ. Vậy thì cuối cùng đứa nào ra sách đây? Ngủ trong đó luôn đi nha. Mày phá quán tao hả mày? Ráng ăn nhiều cháo chút đi, cho mau hết bệnh. Em mệt quá em không ăn nổi đâu. Chị có nghe tin tức gì của ba mẹ không? Không. Ủa, Trần Vũ khỏe chưa? Cũng tạm ổn rồi, vừa ăn miếng cháo, để uống thuốc đó. Tôi mang trả bộ đồ, hôm trước đi mưa bị ướt. Cảm ơn anh.
Tôi giặt rồi đấy. Ừ. Phơi thêm một chút cho khô hẳn nhé. Ừ, tôi biết rồi. Chắc tôi đi về tiệm đây. Tại vì ông chủ ông ấy tại quán không có người, mà có cần gì thì hai người cứ gọi thôi. Cảm ơn anh. Ráng ăn thêm miếng nữa đi cưng. Trẻ em, sau buổi tiệc hôm qua Hải Đông nó có đi đâu không vậy? Có, gần 1 giờ sáng mới về, mặt mũi phờ phạc mệt mỏi. Chắc là đi gặp con Linh Đan chứ gì. Em lo quá, nếu mà nó cứ nặng tình con bé như thế, không khéo mọi chuyện với Bích Nhi hỏng hết. Thì em lo làm đám cưới lẹ lẹ cho hai đứa nó đi. Dạ, để em qua bên anh Bảy bàn Bích Nhi xem thế nào nhé. Ừ, cũng tại em hết đó. Từ nhỏ lo luôn chịu nó quá, thành ra bây giờ nó mới hư như vậy. Anh thì không chắc, lúc nào cũng coi nó như con cầu con khẩn. Anh ơi, anh xem có công việc gì á, điều nó ra khỏi thành phố được không anh? Chuyện đó thì đơn giản quá, để anh kêu nó đi Phan Thiết gặp mấy người đối tác vậy đó. Nó xuống á, anh nói liền nhé, bảo nó ra khỏi thành phố ngay lập tức nhé. Nè, có chừng nó xuống tới. Hôm nay á, anh đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe như thế nào, lâu quá rồi không đi. Nhưng mà hôm nay anh có hẹn với người ta ở ngoài Phan Thiết. Ngồi xuống đi con, mẹ đang hối ba đi bác sĩ mà ba tham công tiếc việc không chịu đi kìa. Sức khỏe mới quan trọng chứ ba. Hôm nay ba con đòi đi Phan Thiết, con đi thay ba được không? Đi liền hôm nay hả mẹ? Ba hẹn với người ta trưa nay, con ăn sáng xong đi liền mới kịp. Dạ con đi được. Được vậy thì tốt quá. Hải Đông nó quen việc rồi đó anh. Anh bàn giao cho con rồi còn nghỉ ngơi. Ê Vũ. Vũ. Hả? Mày. Mày nói nghe coi, bánh bèo sao rồi? Từ lúc về đến giờ tao thấy mặt mày như mất sổ gạo vậy. Mày hỏi thăm người ta hỏi cho đàng hoàng, cứ cầm con dao dí dí vào mặt như muốn xẻ thịt người ta vậy. Chẳng những nó có dao mà trong miệng nó có đại bác nữa. Chỉ đây, cần nó há miệng ra là miễn văn tùm lum á. Mày khè nói là đúng rồi đó. Tao mà có khẩu đại bác thì đâu có mất công cua mấy em trong karaoke làm gì. Cỡ tao là phải cua Linh Đan trở lên mới vừa. Mày rảnh quá. Tao mà có đại bác á, tao đem bán ve chai kiếm tiền xài chơi. Ai rảnh hơi giống ai kia. Khoác vai Linh Đan đi chơi mà không làm ăn được gì hết trơn. Sợ mất mấy triệu bạc, mất người yêu luôn rồi. Này dạ. Gì mày? Tao cấm tụi bay nhá. Mang cô ra chọc, nghe chưa? Nó làm dữ rồi mày. Alo, Bảy Hiếu hả? Ờ, Trần Vũ đây. Hả? Sao? Nội có sao không? Rồi, tôi thu xếp về liền. Nội mày bị sao vậy? Nội bị bệnh rồi. Đúng lúc này mới kẹt chứ. Đây là nhà của ai vậy chị? À, nhà này của một người bạn không có ở, nên cho chị em mình ở tạm đó mà. Ủa chị nói với em rồi mà. Chị, em không thể ngờ là Hải Đông có thể thay đổi nhanh như vậy. Chắc Hải Đông bận việc gì đó. Em có muốn ra ngoài chơi không? Ba mẹ anh phản đối chuyện anh yêu em, mà anh cũng không làm gì được.
Như vậy có phải là yêu em không? Ái Đông không phải là người như vậy đâu. Em đừng có nghĩ như vậy nha. Chắc chắn ảnh có nỗi khổ của ảnh đó. Em nghĩ đi, một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình. Điều đó cực kỳ khó khăn, em có biết không? Em biết chứ. Nhưng mà nếu mới khó khăn như vậy thôi mà đã đầu hàng rồi thì em thật là bất ngờ. Nhưng mà Hải Đông không có bỏ rơi em đâu. Em đừng có nghĩ vậy mà tội nghiệp anh ta. Em không nghĩ như vậy, nhưng mà chính tai em nghe thấy, em cảm thấy rất là thất vọng. Sáng nay Trần Vũ đến thăm em, trong khi em với anh ta đâu là gì đâu, thậm chí còn không có coi nhau là bạn nữa. Còn anh Hải Đông thì sao? Anh là người yêu của em sao? Mà Hải Đông hình như không biết chị em mình dọn tới đây, nên không biết địa chỉ, sao tới thăm em được. Hay là chị gọi cho ảnh nha. Không cần đâu chị, điện thoại em đâu khóa máy đâu. Chị tưởng em không đợi điện thoại của ảnh hả? Ba mẹ sao rồi chị? Em muốn gặp ba mẹ quá. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy ngày càng nhiều thêm cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn? Vì có giọt lệ buồn trên môi. Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim, xuân sao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu em. Xuân sao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu em. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu em. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu em.
đi Phan Thiết chưa anh? Để chút xíu, anh gọi nãy giờ mà không thấy Thu Quế bắt máy. Không biết hai chị em sao nữa. Nè, hay cậu ở nhà lo cho anh việc này, để anh đi với mấy người bên bộ phận marketing cũng được. Dạ, có gì em sẽ gọi điện thoại liên lạc với anh. Ừ. Thu xếp công việc, lát nữa tới nhà thuê của Linh Đan, hỏi thăm tình hình của cổ như thế nào. Anh đi đây. Có gì em sẽ gọi điện thoại báo cho anh. À, anh ở đâu? Ừ? Em quên nói cho anh biết là ông bà Nam Khánh đã bị bắt rồi. Bắt ở đâu? Em nghe nói là bắt ở biên giới Campuchia. Chắc là tính bỏ trốn. Anh cẩn thận, coi chừng bị liên lụy đó. Ừ. Chắc chứ sao không chắc. Hai người kia bị bắt khi định trốn sang Campuchia đó. Vậy hả? Trời đất, thành phố này bự thiệt. Nhưng dân làm ăn như mình có mấy người, chuyện gì mà không biết. Nhiều khi không muốn biết cũng phải nghe. May thiệt, mới đầu nghe dự án như vậy á, ai cũng ham. Xúi chồng tôi hùn hạp vô hoài, thấy không chắc ăn á, vợ chồng tôi đâu có chịu. Chứ không bây giờ tiêu rồi. Lúc quảng cáo nhà ở, khu biệt thự cao cấp đó, người ta đăng ký cũng khó lắm, vì có quá nhiều người đổ xô vào mua. Tôi có bà bạn phải nhờ giả khó khăn lắm mới mua được một suất. Bây giờ kể như trắng tay rồi, thì tội nghiệp hết biết. Sao họ liều quá vậy? Họ không biết sợ à? Người ta nói á, đồng tiền là mờ con mắt, có lời là ham rồi, còn biết phải trái gì nữa. Sao, có thấy trong người đỡ hơn thế nào không cưng? Chị đi đâu mà em gọi hoài không được vậy? Chị đi chợ, nhưng mà chị không xài điện thoại nữa, cho đỡ tốn kém. Sao vậy? Tiết kiệm. Bây giờ cũng phải tiết kiệm rồi ha. Thì xài thì cũng không có sao, nhưng mà người ta gọi hoài à, phiền quá. Điện thoại kìa, em nghe đi. Hay Đông gọi, em không muốn nghe. Ủa, sao không nghe? Thì nói đi, có gì thì nói chuyện với nhau. Bộ em muốn tránh mặt Hải Đông hoài hả? Chị nghe đi, nói em không có ở nhà. Thôi em nghe đi. Em kỳ quá à. Rồi chị mở speakerphone ra cho em nghe chung nha. Hello. Linh Đan à, anh đây. Không phải Linh Đan, tôi Thu Quế nè. Xin lỗi, cho tôi gặp Linh Đan chút xíu à. Linh Đan đi ra ngoài rồi. Em nó để quên điện thoại ở nhà. Cậu đi đâu vậy chị? Có nói khi nào về không? Em nó đi mà không có nói tiếng nào hết á, mà không biết đi đâu hết trơn á. Có phải là cậu muốn tránh mặt tôi không chị? Làm gì có chuyện đó. Linh Đan đâu có gì phải tránh mặt anh. Nhờ chị nói với Linh Đan là tôi phải ra Phan Thiết để làm việc. Nếu xong việc tối nay, tôi sẽ ghé thăm cổ. À, thôi được. Có gì tôi nói giúp cho. Nhưng mà thôi, anh cứ lo công việc nhà của anh đi. Linh Đan không có sao đâu, có tôi lo cho cổ được rồi. Có phải là cổ không muốn gặp tôi không? Chị nói với Linh Đan là tôi lo cho cổ. À, chị đã biết tin ba mẹ Linh Đan bị bắt chưa? Không. Tôi sợ phiền anh thôi à. Có gì tôi nói chuyện lại với Linh Đan nha. Thôi bây giờ tôi cúp máy đây nha. Chắc chắn là Linh Đan ở nhà nhưng không muốn gặp mình. Cổ đã nghe được chuyện mình nói về ba mẹ cổ rồi, làm sao bây giờ? Ê, chào. Anh đến đây làm gì vậy? Hả? Cô nhắc lại cho tôi nghe thêm một lần nữa xem nào. Tôi không cần anh nghe. Anh đi đi. Ok.
Đấy, đây mới là Linh Đan mà tôi quen biết này. Tôi lại cứ tưởng tôi nhìn nhầm người, tôi nghe lộn tiếng. Ây da. Bình tĩnh nào. Từ từ nào. Hãy dựa vào người tôi này. Dậy khóc. Ba mẹ, làm gì bây giờ? Cha mẹ của cô đâu nghe được đâu. Gọi người gần gần chút đi. Người ta đã bắt ba mẹ của Linh Đan rồi. Bây giờ không biết tạm giam ở đâu nữa. Thật vậy hả chị? Chị Thu Quế. Tôi phải về Hội An gấp. Nội tôi đang bị bệnh. Chị cố gắng chăm sóc cho Linh Đan nhé. Có bất kể một chuyện gì, chị cứ gọi cho thằng Lùn và thằng Mập. Chúng nó là bạn thân của tôi. Chúng nó rất là tốt. Tôi có nói với tụi nó rồi. Chúng nó là bạn tốt của tôi mà. Có việc gì cần, chị cứ tìm chúng nó. Chắc chắn chúng nó sẽ giúp chị mà. Tôi phải đi đây. Không có bất kỳ ai ở bên cạnh. Cô Sáng, lo cho mình nha. Hãy cố gắng vượt qua. Ôi, có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng. Sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng, chẳng biết suy tư đời kia vẫn vương gì, rồi chiều tới mơ màng đợi chờ sáng từng bừng. Ôi, có đôi khi nằm nghe những cơn mưa, muốn sống cô đơn cùng chân ấm trong phòng. Muốn sống cô đơn cùng chân ấm trong phòng. Chỉ thấy Mai Hiền và em đứng co ro, buồn nhà khói lên trời, lòng nhịp rối tơi bời. Trong đi. Nhớ gọi điện cho tụi tao nha. Tất nhiên rồi. Nhưng tụi bay cũng nhớ. Một xin quên mãi gọi cho tao nhiều hơn nhé. Yên tâm đi. Mày gọi cho tụi tao 3-4 cuộc, ít ra tụi tao cũng gọi cho mày một cuộc chứ. Tụi bay mà gọi điện thoại cho nó, chắc tao có cháu nội.
nhớ những gì tao nhờ tụi bay nhé. Chuyện nhỏ, lúc người ta hoạn nạn, không giúp thì chờ lúc nào? Không thì tao mời Linh Đan về đây, bán quán với tụi tao luôn. Nếu mà bán quán không được á, thì nấu ăn hay giặt đồ cho tụi tao cũng được, đúng không anh Long? Mày quyết định giùm tao luôn à? Thôi trễ rồi, đưa nó ra bến xe đi. Cảm ơn anh. Xe ôm. Nhiều chuyện, về lo cho bà đi. Nếu không có anh thì em đã đi về Hội An từ lâu rồi. Tạm biệt mấy người anh em, hẹn gặp lại. Thôi đi nhá. Alo. Dạ em nghe anh. Chắc hôm nay anh vẫn chưa về Sài Gòn được đâu. Tưởng đâu mọi việc sẽ nhanh, ai ngờ rắc rối quá. Nhanh nhất phải ở ngoài này hết ngày mai. À, em ở nhà lo mấy việc của anh nhờ chưa? Dạ, anh cứ yên tâm đi. Hôm nay em có đến chỗ Linh Đan không? Dạ có, nhưng mà không gặp cổ. Có hỏi Thu Quế là cổ đi đâu không? Có, nhưng mà Thu Quế không biết anh à. Thôi được rồi. À, ngôi nhà thuê cho Linh Đan, em ký hợp đồng bao lâu? Dạ, em có ký trong vòng một tháng. Tại vì em thấy chỗ đó không được tiện nghi cho lắm. Với lại em nghĩ chị Linh Đan không quen sống trong mấy cái chỗ không tiện nghi như vậy. Em nhớ hỏi thuê chỗ khác cho cổ. Tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao tiện sinh hoạt và không gần nhà anh là được. Em đã hỏi thuê một căn hộ chung cư mới, chưa có nhiều người đến ở anh à. Ok, tuyệt đối không để mẹ anh biết. Dạ, anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện này đâu. Hôm nay rảnh hay sao mà chị tới nhà chơi vậy? Thì không đến tuổi rảnh chứ chị. Vợ chồng em á, bàn giao dần công ty cho Hải Đông để nó trông coi công việc, còn có thời gian á, để chăm sóc sức khỏe, với lại đi du lịch nữa. Làm á, thì làm cả đời rồi. Giao cho Hải Đông á, thì anh chị yên tâm rồi. Thời nay mà có thanh niên cẩn thận uy tín mà biết kinh doanh như Hải Đông á, không nhiều. Rồi ôi chị ơi, vẫn còn dại lắm, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, chỉ được cái thật thà. Thôi cứ để công việc dạy dỗ thêm, mình theo mãi đâu có được. Với lại sau này còn nhờ anh chị dạy dỗ thêm nữa chứ. Người ta nói dâu là con, rể là khách. Còn tôi không có phân biệt dâu hay là rể. Mình thương con thì con thương mình và thương con gái mình. Đúng vậy đó chị. Em rất mừng có một người con dâu như Bích Nhi, với làm xui với anh chị đây đấy ạ. Sắp tới công việc của tôi bận rộn, phải đi xa liên tục. Tôi muốn chuyện của Bích Nhi yên ổn. Để con gái tôi ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm. Đấy, em định nói chuyện này với chị đấy. Bệnh của nhà em nay thế này mai thế khác, cũng muốn lấy vợ cho Hải Đông, để em còn nhìn thấy mặt cháu nội. Lỡ có mệnh hệ gì đó chị. Anh chị tính vậy tôi cũng thấy hợp lý. Bên ấy anh chị đi coi ngày nào đẹp, rồi mình tổ chức lễ ăn hỏi cho nó đúng phép tắc. Hai nhà biết nhau lâu quá rồi, cũng không nên làm rình rang làm gì, tốn kém lắm. Dạ vâng, nếu được anh chị cho phép á, để em đi coi ngày, rồi thư chuyển lại với anh chị sau ạ. Dạ anh chị cứ coi đi. Em hỏi Bích Nhi á, không biết vì sao nó ngần ngại cái gì đó. Chắc là nó mắc cỡ khi phải nói chuyện vợ chồng. Cô nào cũng vậy á, khi hỏi lấy chồng á, thì không đồng ý, nhưng mà trong bụng thì vui lắm. Con bé nhà tôi yếu đuối lại sợ va chạm. Dạ. Có giỏi giang á, cũng giỏi giang trong nhà thôi. Nó được ở bên anh chị và Hải Đông thì tôi cũng yên tâm rồi. Dạ em biết ạ. Người con gái như Bích Nhi không phải giống như con gái nhà giàu khác, sống lại rất tình cảm, lại không đua đòi, ăn chơi. Em nói thật với chị nhé, em không mong gì hơn có một người con dâu như Bích Nhi đó chị. Cảm ơn chị. Dạ chị. Dạ. Em nghĩ là mình phải mời luật sư để kiếm cách lo cho ba mẹ chứ chị. Chị biết rồi, chị cũng đã suy nghĩ và chị cũng nhờ mấy người bạn giới thiệu. Rồi họ hứa là sẽ gọi điện cho mình sớm. Em đừng có lo nha. Em thấy khó chịu quá. Trong lòng em nó sao á. Em muốn gặp ba mẹ, chị có cách nào không? Bữa họ nói rồi, trong thời gian này họ không có cho mình vô thăm. À,
Em có muốn ăn gì không? Chị làm tí gì cho em ăn cho đỡ mệt nha. Em không muốn đâu. Hay em muốn ra ngoài không? Chị với em đi ra ngoài chơi. Em không muốn. Chứ giờ em muốn sao? Em không muốn gì hết á. Không biết giờ Vũ nó tới chưa? Sao mà nó tới rồi mày? Mày làm nó bay không bằng mày. Ồ, đang ngồi nhậu mà mày cứ nhắc thằng Trần Vũ hoài. Hết chuyện thì ca cái lương cho vui đi. Thì tôi nhớ nó. Nó ở đây vui quá chừng. Không có cần nhậu cũng vui. Mà nhậu vui hơn. Không biết bao giờ nó mới quay lại không. Rồi lại cái màn khóc lóc nữa rồi. Nếu mày nhớ nó quá, mày theo nó ra Hội An luôn đi. Khỏi ở đây nữa. Đi. Không phải. Anh nói là làm bậy. Không, đừng có nói như vậy. Nói mà đi rồi tôi ở với ai? Tôi đã mất Trần Vũ rồi, giờ tôi lại mất tới một thằng lùn này nữa. Chắc tôi chết luôn quá. Đừng nói ngu. Ai nói mày Trần Vũ mất? Trời ơi, xui xẻo cơ mà. Anh không được đánh đầu tôi. Anh đánh đầu tôi học ngu rồi sao? Chứ không phải bây giờ cái quán của mình đã mất Trần Vũ rồi, đúng không? Cô hai ta xỉn rồi hả? Có ai chết đâu. Tăng Trần Vũ nhờ trong linh đan giùm nó. Hai đứa bay tới nhà cổ chưa vậy? Nhà cổ đâu mà nhà cổ. Cổ đâu có nhà cổ đâu mà nói cổ ở nhà cổ. Cổ chứ ở nhà bình thường thôi. Không phải. Nhà. Cái gì? Thì có nhà thuê đó. Thì phải nói là nhà thuê. Chứ nói là nhà cổ. Anh làm bậy quá anh Long. Anh phải xin lỗi tôi. Xin lỗi ở đây. Anh xin lỗi tôi đi anh Long. Tôi nói anh Long nghe nè. Anh đừng có thấy tôi xỉn là muốn nói gì nói. Anh làm như vậy là không xứng đáng với tôi. Anh chỉ xứng đáng với cái thằng lùng này thôi. Chỉ có tôi. Tôi xứng đáng với Trần Vũ. Mà Trần Vũ thì xứng đáng với Linh Đan. Mà Linh Đan thì xứng... Linh Đan xứng với Thu Quế. Là sao? Anh xin lỗi nó đi, nó nói tầm bài vô kìa. Sao tàu lao xăm bí đào vậy? Thôi, ta đi Hội An đi. Ta đi Hội An để ta đi ngủ. Đi. Đi mày. Đi đâu? Đi Hội An. Mày đi trước đi. Tao đi xa. Đi đâu? Cầu thang cho lắc lư trời. Úi da. Ai ông nào vậy? Ai phá nhà vậy? Cái giường đâu đó. Ai làm vậy? Ai mất trật tự vậy? Mày coi ai trên lầu mà làm gì ầm ĩ quá vậy? Mày phá quán tao à? Ai vậy? Ai vậy? Ai phá quán vậy? Ai vậy? Mày đứng im cái cầu thang. Mày sang hoài. Sao tao đi rồi? Tao bò cho chắc ăn.
Ai quán quán vậy? Trật tự coi. Ai quán quán vậy? Ai gì vậy? Ai đây? Đẹp. Ai mà không có cái đầu kìa. À, đến rồi. Đây ai? Dạy. Ai ngày ăn nhậu gì vậy? Mày xỉn rồi nằm tùm lum. Tôi sẽ chờ cô ở đây. À, có gì cô gọi điện thoại lại nha. Chào cô. Con thưa cô, con mời cô ngồi ạ. Công việc ổn chứ con? Dạ, mọi thứ đều ổn ạ. À, bác trai mới về đang ở trên lầu, hay là con gọi xuống cho cô nha? Không, cô gặp con thôi. Sao con không đi Phan Thiết với Hải Đông? Tụi con lúc nào cũng có nhau cơ mà. À, dạ tại con còn một số việc ở công ty cần phải giải quyết. Mà có gì không cô? Thế con có thấy Hải Đông nhắc gì đến người con gái nào có tên là Linh Đan không? Linh Đan? Dạ con chưa nghe anh Hải Đông nhắc gì cô Linh Đan à. Thật là con không biết không? Dạ thiệt mà. Vậy hả? Con theo sát Hải Đông mà không biết gì về cô ta kể cũng lạ đấy nhỉ. Dạ chào cô. Anh Quý, lên phòng giám đốc gấp. Thưa cô, cho con lên phòng giám đốc, gặp giám đốc ạ. Ừ, con đi đi. Dạ, con chào cô. Alo, tôi nghe. Dạ, xin cho gặp anh Quý ạ. Có gì nói lại với tôi được không? Tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Cậu ấy vừa chạy ra ngoài ấy mà. Tôi là mẹ của cậu ấy. Cô ở đâu gọi đến đấy? Dạ, cháu ở công ty môi giới nhà đất. Anh Quý có gọi điện đến nhà cháu hỏi thuê giùm cha lấy căn hộ ở khu Nam Long đó bác. Đúng, cô hỏi được chưa? Dạ, cháu vẫn chưa gặp được chủ nhà cho nên chưa báo giá cho anh ấy được. Giờ bác nói lại với anh Quý là ngày mai cháu sẽ gọi cho anh ấy sau. Cảm ơn cô nhé. Dạ, cháu chào bác.